Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Pham. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Abicin được sản xuất tại Bidifa. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Abicin cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Abicin: Amikacin dưới dạng Amikacin sulfat 250 mg. Tá dược vừa đủ một lọ. Tá dược gồm D đến Mandito dạng bào chế thuốc bột đông khô pha tiêm. Công dụng và chỉ định của Abicin. Amikacin sunfat là một kháng sinh aminoglycosid bán tổng hợp, có phổ kháng khuẩn rộng trên vi khuẩn gam âm, bao gồm pseudomonas và một số vi khuẩn gam dương. Vi khuẩn gam âm nhạy cảm bao gồm pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Proteus spp. Indone dương tính và Indone âm tính, Klebsiella, Enterobacter và Serratia spp, Minea đến Herali, Citrobacter freudi, Salmonella. Sigella, Acinetobacter và Providencia SPP. Nhiều chủng vi khuẩn gam âm này kháng với gentamicin và tobramicin cho thấy vẫn nhạy cảm với amikacin in vitro. Vi khuẩn gam dương chủ yếu nhạy cảm với amikacin là Staphylococcus aureus, bao gồm một số chủng kháng methicillin. Amikacin có hoạt tính chống lại các sinh vật gam dương khác bao gồm một số chủng Streptococcus pyogen, Enterococci và Diplococcus pneumoniae. Amikacin được chỉ định trong điều trị ngắn hạn các bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng do các chủng vi khuẩn gam âm nhạy cảm, bao gồm các loài Pseudomonas. Mặc dù Amikacin không phải là thuốc được lựa chọn cho các nhiễm khuẩn do tụ cầu, có lúc nó có thể được chỉ định để điều trị các bệnh tụ cầu đã biết hoặc nghi ngờ. Các trường hợp này bao gồm bắt đầu điều trị các bệnh nhiễm khuẩn nghiêm trọng khi các sinh vật bị nghi ngờ là gam âm hoặc tụ cầu, bệnh nhân dị ứng với các kháng sinh khác và nhiễm khuẩn gam âm trên tụ cầu hỗn hợp điều trị với amikacin có thể được tiến hành trước khi có kết quả của thử nghiệm nhạy cảm. Các thủ tục phẫu thuật nên được thực hiện khi có chỉ định. Cần xem xét để đưa ra hướng dẫn chính thức về việc sử dụng hợp lý của tác nhân kháng khuẩn. Chống chỉ định của abicin Bệnh nhân có tiền sử dị ứng với amikacin hay bất kỳ thành phần nào của thuốc. Bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm hoặc các phản ứng độc tính nghiêm trọng với aminoglycoside bị chống chỉ định sử dụng bất kỳ aminoglycoside khác vì sự nhạy cảm chéo của bệnh nhân đối với các thuốc trong nhóm này đã được biết đến. Bệnh nhân bị nhược cơ do aminoglycoside có thể làm giảm truyền thần kinh cơ. Liều dùng và cách dùng abicin. Liều dùng. Tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch, dung môi pha loãng thích hợp dùng cho đường tĩnh mạch là NaCl 0,9%, dextrose 5% trong nước. Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, các khuyến cáo liều tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch cho người lớn và thanh thiếu niên có chức năng thận bình thường, độ thanh thải creatinine 50 ml trên phút là 15 mg trên kg trên ngày. Có thể được dùng như một liều duy nhất mỗi ngày hoặc chia thành hai liều bằng nhau, tức là 7,5 mg trên kg mỗi 12 giờ. Trẻ sơ sinh nhỏ hơn 4 tuần tuổi, liều khởi đầu 10 mg trên kg sau khi dùng liều 7,5 mg trên kg mỗi 12 giờ. Trẻ sinh non, Liều khuyến cáo ở trẻ sinh non là 7,5 mg trên kg mỗi 12 giờ. Thời gian điều trị thông thường là 7 đến 10 ngày. Tổng liều hàng ngày của tất cả các đường dùng không nên vượt quá 15 đến 20 mg trên kg trên ngày. Tiêm tĩnh mạch, dung dịch được dùng cho người lớn trong 30 đến 60 phút. Khuyến cáo đặc biệt cho dùng tĩnh mạch ở bệnh nhi, lượng dịch pha loãng sử dụng sẽ phụ thuộc vào lượng amikacin dung nạp của bệnh nhân. Dung dịch thường nên được truyền trong khoảng thời gian 30 đến 60 phút trẻ sơ sinh nên truyền trong 1 đến 2 giờ. Người lớn tuổi, amikacin được bài tiết qua thận, do đó nên đánh giá chức năng thận bất cứ khi nào có thể và điều chỉnh liều như trong mục suy giảm chức năng thận. Lưu ý, phải tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa trước khi sử dụng. Cách dùng Tiêm bắp hoặc tiêm tĩnh mạch Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng abicin. Bệnh nhân cần được cung cấp nước trong khi điều trị amikacin. Thận trọng khi được dùng cho những bệnh nhân bị suy thận, bị vấn đề về tai trước đó hay gây hại tiền đình và giảm độ lọc cầu thận. Bệnh nhân được điều trị bằng các aminoglycoside tiêm cần được theo dõi lâm sàng chặt chẽ vì độc tính tiềm ẩn trên tai và thận liên quan với việc sử dụng này. Dữ liệu an toàn trong thời gian điều trị dài hơn 14 ngày vẫn chưa được thiết lập. Nếu việc điều trị dự kiến kéo dài 7 ngày hoặc hơn ở bệnh nhân suy thận, hoặc 10 ngày ở những bệnh nhân khác, cần làm một tính lực đồ trước khi điều trị và lặp lại trong khi điều trị tác dụng phụ của abysin giãn cơ và tê liệt bắp phản ứng dị ứng ở trẻ sinh non và trẻ sơ sinh vi thận của các bệnh nhân này chưa trưởng thành và dẫn đến kéo dài thời gian bán thải trong huyết thanh của các loại thuốc này điếc không hồi phục suy thận và tử vong do giãn cơ đã được báo cáo sau khi dùng chế phẩm aminoglycosid tưới rửa các phẫu thuật kể cả phẫu thuật lớn và nhỏ sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú sự an toàn của amikacin trong thai kỳ chưa được thiết lập. Nên thận trọng khi sử dụng thuốc cho người mang thai và cho con bú. Tác động của thuốc đối với người lái xe và vận hành máy móc. Thận trọng khi sử dụng. Tương tác thuốc. Nên tránh việc sử dụng đồng thời hoặc nối tiếp các tác nhân gây độc thần kinh, độc tai hoặc độc thận khác, đặc biệt như bacitracin, cisplatin, amphotericin B, cyclosporin, tacrolimus cephaloridin, Paromomycin, viomycin, polymicin B, colistin, vancomycin hoặc các aminoglycoside khác, cả sử dụng toàn thân hoặc tại chỗ do có tiềm năng về các tác dụng không mong muốn. Tăng độc tính trên thận đã được ghi nhận sau khi tiêm đồng thời kháng sinh aminoglycoside và cephalosporin. Thuốc lợi tiểu có sự gia tăng nguy cơ nhiễm độc thận và có thể độc tính trên tay khi aminoglycoside được dùng với các hợp chất platin. Việc sử dụng trong phúc mạc của amikacin không được khuyến cáo ở những bệnh nhân bị ảnh hưởng của thuốc mê, thuốc giãn cơ, bao gồm EZ, halothan, d đến tubocurarin, sucinincholin và decamethonium vì giãn cơ và hậu quả suy hô hấp có thể xảy ra. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Abicin, đồng thời biết cách sử dụng Abicin sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham